13 tiểu bang của Mỹ cần phải đóng cửa ngay bây giờ theo các chuyên gia về coronavirus của Đại học Harvard. Một đợt bùng phát coronavirus đã tấn công vào trường USC, Đại học Nam California, trong đó 45 trường hợp được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các quan chức California báo cáo cái chết đầu tiên của một đứa trẻ. Hàng trăm trẻ em bị nhiễm coronavirus tại trại hè Hoa Kỳ. Tất cả những thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020, vào lúc 4 giờ chiều theo giờ PST, mình sẽ đưa mọi người đi tham quan thành phố Oakland và đồng thời cập nhật sơ qua về tình hình tại Mỹ để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Oakland là thành phố lớn nhất của hạt Alameda, Bắc California, là một thành phố cảng lớn thuộc bờ Tây Mỹ. Oakland là thành phố lớn nhất trong khu vực Vịnh Đông và là thành phố lớn thứ 3 trong khu vực Vịnh San Francisco, thành phố đông dân thứ 8 ở California và là thành phố đông dân thứ 45 ở Mỹ, với dân số 433.031 vào năm 2019. Nó đóng vai trò là trung tâm thương mại cho khu vực Vịnh San Francisco. Cảng Oakland là cảng bận rộn nhất trong khu vực Vịnh San Francisco, toàn bộ Bắc California và bận rộn thứ 5 ở Hoa Kỳ. Một lần nữa, coronavirus lên ngôi khi các ca nhiễm trùng đang lan rộng trên khắp cả nước, cho thấy dịch bệnh hiện không thể ngăn chặn được. Tính đến thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020, mầm bệnh đã lây nhiễm ít nhất 4,7 triệu người Mỹ, giết chết hơn 156.000 người. Nhiều chuyên gia lo ngại virus này có thể giết chết 200.000 người hoặc thậm chí 300.000 người vào cuối năm nếu mọi người không tuân thủ theo các quy tắc phòng chống dịch. Ngay cả Tổng thống Trump đã phải đeo khẩu trang và ông đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Hội nghị Quốc gia Cộng hòa ở Florida. Mỗi tiểu bang, mỗi thành phố có một cuộc khủng hoảng riêng do các yếu tố rủi ro riêng của nó. Không chỉ các thành phố của Mỹ ở miền Nam và miền Tây phải đối mặt với những đợt bùng phát chết người như những thành phố xảy ra ở Đông Bắc vào mùa xuân, mà các khu vực nông thôn cũng đang bị tổn thương. Mặc dù có thể không có hứng thú với việc đóng cửa trở lại, các hạn chế địa phương phải được thắt chặt khi được yêu cầu. Các nhà nghiên cứu cho biết và các thống đốc và thị trưởng phải có mục tiêu giống hệt nhau, kiểm tra phải trở thành mục tiêu hơn. 13 tiểu bang này cần phải đóng cửa ngay bây giờ theo các chuyên gia về coronavirus của Đại học Harvard. Một báo cáo được công bố trong tuần này bởi lực lượng đặc nhiệm coronavirus của chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo rằng 21 tiểu bang hiện đang ở trong vùng đỏ cần phải thực hiện các bước tích cực để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Điều đó có nghĩa là 13 trong số 21 tiểu bang thuộc vùng đỏ của lực lượng đặc nhiệm Tổng thống Trump quay trở lại đóng cửa: Florida, Louisiana, Mississippi, Alabama, Arizona, Tennessee, Georgia, South Carolina, Texas, Idaho, Arkansas, Oklahoma và Nevada. 8 bang đặc nhiệm khác thuộc các khu vực đỏ như California, Missouri, North Dakota, North Carolina, Idaho, Utah, Iowa, Wisconsin và Kansas sẽ rơi vào vùng màu cam của Harvard. Vì vậy, thêm 14 tiểu bang bao gồm một số như New Mexico, Nebraska và Maryland dường như đang trở nên tồi tệ nhanh hơn. Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng và các nhà nghiên cứu của Harvard đang dựa vào cùng một dữ liệu. Họ đang sử dụng các biểu đồ rủi ro được mã hóa màu tương tự. Họ thậm chí còn chia sẻ một mục tiêu cung cấp các số liệu rõ ràng sẽ giúp cộng đồng xác định mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh mà họ đang đối phó. Vì theo sáng kiến của Harvard, sau đó đưa ra hướng dẫn rộng rãi về cường độ của các nỗ lực kiểm soát cần thiết dựa trên các COVID này mức độ rủi ro. Các chuyên gia về coronavirus của Đại học Harvard cũng đã đặt ra một câu hỏi là liệu COVID-19 có bùng phát mạnh vào mùa thu này hay không, khi thời tiết lạnh hơn, hoạt động trong nhà tăng lên và ở nhiều nơi. Việc quay trở lại trường học cá nhân có nguy cơ xảy ra làn sóng nhiễm trùng mạnh hơn, đặc biệt là nếu hàng chục tiểu bang vẫn nằm trong vùng được gọi là vùng đỏ. Công chúng cần thông tin rõ ràng và nhất quán về mức độ rủi ro COVID-19 ở các khu vực pháp lý khác nhau để ra quyết định cá nhân, và các nhà hoạch định chính sách cần có tầm nhìn rõ ràng. Một đợt bùng phát coronavirus đã tấn công vào trường USC, Đại học Nam California, trong đó khoảng 45 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo Giám đốc Y tế của USC Student Health, tiến sĩ Sarah Van Omen nói với Los Angeles Times.
Tổng cộng khoảng 150 sinh viên và nhân viên đã thử nghiệm tích cực cho đến nay, ngay cả khi trường đã chuyển phần lớn ở các lớp học trực tuyến, hủy bỏ các sự kiện, giới hạn nhà ở trong khuôn viên trường, thêm các yêu cầu về khẩu trang cũng như kiểm tra triệu chứng xã hội và kiểm tra triệu chứng biện pháp. 45 trường hợp coronavirus tại Đại học Nam California, theo Bộ Y tế Công cộng Los Angeles. Bộ Y tế hiện đang điều tra vụ dịch cho biết trong một tuyên bố với CBS News rằng nó có thể được liên kết với một cuộc họp mặt xã hội lớn vào ngày 4 tháng 7. USC lần đầu tiên xác định một cụm gồm khoảng 15 trường hợp trong một cảnh báo sức khỏe trong khuôn viên trường vào ngày 9 tháng 7. Vào thời điểm đó, trường cho biết bệnh nhân có xét nghiệm dương tính đã tự cách ly tại nhà hoặc đang trong quá trình vận chuyển riêng đến cô lập. Tuy nhiên, tiến sĩ Sarah Van Omen, giám đốc y tế của USC Student Health, đã viết trong một lời khuyên của trường đại học vào ngày 16 tháng 7 rằng trường đại học đang nhìn thấy những xu hướng đáng lo ngại xuất hiện từ dân số mùa hè nhỏ hơn. Van Omen viết, sự tiếp xúc và bệnh tật gần đây của sinh viên đã được truy nguyên từ các cuộc họp mặt nhóm. Để đối phó với đại dịch, trường đã chuyển phần lớn các lớp học trực tuyến, hủy bỏ các sự kiện, nhà ở trong khuôn viên hạn chế và thêm các yêu cầu về khẩu trang cũng như các biện pháp kiểm tra triệu chứng và kiểm soát triệu chứng xã hội, theo báo cáo của CBS Los Angeles. Trường đã báo cáo tổng cộng 60 trường hợp COVID-19 trong số các học sinh kể từ ngày 5 tháng 7. Đây là những tình huống có nguy cơ cao, trong đó COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng đến nhiều người. Đọc tuyên bố của Bộ Y tế về vụ dịch USC, những người đó ngay cả khi họ không có triệu chứng, sau đó có thể lây lan sang gia đình của họ, có thể bao gồm một người bị bệnh nặng hoặc có thể chết. Như chúng ta đã thấy, sức khỏe của người dân, sinh kế của người dân và cuộc sống của người dân đang bị đe dọa. Các quan chức y tế ở California đã báo cáo về cái chết coronavirus đầu tiên của một đứa trẻ vào thứ Sáu khi tỷ lệ tử vong trên toàn tiểu bang vượt quá 9.000, nói rằng nạn nhân là một thiếu niên có các tình trạng sức khỏe khác. Cái chết của thiếu niên xảy ra ở Central Valley, nhưng các quan chức của Bộ Y tế Công cộng không tiết lộ chi tiết nào khác, trích dẫn các quy tắc bảo mật. Central Valley là khu vực nông nghiệp chính của tiểu bang và gần đây đã trở thành một trong những điểm nóng về virus ở California. Trẻ em chết vì coronavirus là cực kỳ hiếm. Tính đến giữa tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết 228 trẻ em đã chết vì căn bệnh này ở Mỹ, chưa đến 0,2% số ca tử vong tại tiểu bang này. Trẻ em có khả năng mắc bệnh và lây lan virus như thế nào là một câu hỏi quan trọng khi các nhà lãnh đạo ở California và các nơi khác xác định xem và làm thế nào để mở lại trường học một cách an toàn vào mùa thu này. Hầu hết các quận tại California hiện nằm trong danh sách giám sát của tiểu bang vì các trường hợp virus gia tăng và có thể không mở lại các trường học để được hướng dẫn trực tiếp cho đến khi họ rời khỏi danh sách trong 14 ngày. Hàng trăm trẻ em bị nhiễm coronavirus tại một trại hè ở bang Georgia của Mỹ hồi tháng trước. Các nhà chức trách y tế cho biết hôm thứ Sáu thêm vào một bằng chứng ngày càng tăng rằng trẻ vị thành niên dễ bị nhiễm trùng và truyền bệnh. Trại đã bỏ qua lời khuyên của CDC rằng tất cả những người tham gia trại hè đều đeo khẩu trang, chỉ yêu cầu họ cho nhân viên. Tuy nhiên, nó đã tuân thủ một mệnh lệnh hành pháp nhà nước yêu cầu tất cả những người tham gia đưa ra bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính mất 12 ngày hoặc ít hơn trước khi họ đến. Khi đất nước tranh luận về việc có thể mở lại các trường học vào mùa thu này hay không, báo cáo mới nhất về sự lây truyền COVID-19 hàng loạt tại một trại hè đang khiến cho việc giảng dạy trong lớp có vẻ như bất cứ điều gì có thể. Theo một nghiên cứu mới của CDC, 260 trại viên và nhân viên tham gia trại hè Georgia vào tháng 6 đã cho kết quả dương tính với virus này. Vài ngày sau khi trại bắt đầu, một nhân viên thiếu niên bị ớn lạnh và rời trại. Ngày hôm sau, một nhân viên trưởng thành ngã bệnh. Lúc này, trại bắt đầu gửi trẻ về nhà. Chỉ 10 ngày trôi qua kể từ khi các nhân viên đầu tiên đến đào tạo cho đến khi trại đóng cửa. Chỉ mất 10 ngày để 250 người trên tất cả các nhóm bị nhiễm COVID-19. CDC báo cáo rằng mặc dù trại đã làm tốt công việc vệ sinh các bề mặt chung và yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, nhiều trẻ em trong trại không đeo khẩu trang bằng vải vì trại không yêu cầu.